Hi, xin chào quý vị và các bạn. Và trong video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị một các bạn, và đặc biệt là những người dân quê, thì một cái loại cây rất là quen thuộc, và đặc biệt là người dân quê thì tiếp xúc nhiều với cái cây này. Đây, quý vị nhìn chắc hẳn đã biết cây gì rồi. Cái đây là cây chè. Cây chè, và theo lời khuyên của tôi thì tôi khuyên những người dân quê á là nên lấy cái cây chè này, lá chè này nấu uống thay nước hàng ngày. Một lần thì mình làm một nắm bỏ vào ấm, mình nấu uống thay nước hàng ngày cho cả nhà uống. Đấy, đặc điểm của cây chè thì như chắc hẳn ai cũng biết rồi, tôi cũng không có giới thiệu cần thiết phải giới thiệu nhiều về cây chè. Thì đây là cái chè. Tại vì sao là vậy? Dân quê là phải uống chè, mà cỡ cả thành phố vẫn uống chè. Bởi vì thứ nhất là người dân quê sẽ tiếp xúc nhiều với thuốc. Ví dụ như những cái rừng đồi cà phê như vậy, người ta hay dùng thuốc khai hoang để người ta bơm. Mà quý vị cũng biết trong cái hàm lượng thuốc khai hoang mà thuốc diệt cỏ rồi ấy, bất kỳ nó đều có hàm lượng dioxin để nó diệt cỏ. Nó diệt cỏ thì cái hàm lượng dioxin này nó rất là độc nha. Nó rất là độc, người ta gọi là chất độc màu da cam ấy, là cái hồi xưa ấy, người ta bơm lên các cái đồi Mỹ, bơm lên các cái đồi ấy là nó chết sạch hết cây. Nhưng mà đặc biệt cái cây chè này là không chết. Đặc biệt cây chè này là không chết là bởi vì sao? Bởi vì cái cây chè đây nó có cái bản thân nó có cái hàm lượng chất tự giải độc. Cho nên ấy là khi mình uống chè ấy, mình ở dân quê ấy là mình tiếp xúc nhiều với hàm thuốc men đồ ấy. Ví dụ người ta bơm, người ta đi bơm là đã trực tiếp bị ảnh hưởng. Còn mình ấy là mình gián tiếp, tức là mình đi ngang qua cái đám người ta vừa bơm ấy, hoặc là mình đi ngang đường nó bốc cái hơi lên mình cũng hít vào, thì như vậy là nó cũng liếm vào trong cơ thể của mình. Có điều là nó không có đủ giết chết mình, nhưng mà ngược lại nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Vì vậy cho nên là mình nấu cái uống cái chè này nè, nấu uống chè này hàng ngày như vậy để cho nó giải cái hàm lượng dioxin đó đi. Đó, để mục đích là nó giải hàm lượng dioxin đó đi. Ngoài ra nó giải độc được, là ví dụ như là thuốc sâu, thuốc đồ ấy, trừ sâu đồ ấy. Ở vùng quê mà người ta trồng trọt thì phải phun thuốc sâu đúng không? Chứ không phun thuốc sâu thì sâu nó ăn hết, nó ăn trụi lũi hết, còn đâu nữa đúng không quý vị? Thì như vậy là mình cũng nên nấu nước chè này uống hàng ngày, là nó có thể giải độc cho cơ thể. Đó, đào thể thải các cái độc tố ở bên trong cơ thể của mình, là nó giải ra, nó giải hết đi. Đó, như vậy là tại vì sao mà mình dân quê là mình nên uống nấu nước chè này mình uống hàng ngày. Như vậy thì như vậy là quý vị cũng đã hiểu là lý do vì sao lại uống nước chè rồi đúng không ạ? Đó, thì mình nên kiên trì mình uống hàng ngày. Và tốt nhất là mình kiếm một cái cây chè, mình trồng ở xung quanh nhà mình một vài cây chè, một vài lùm chè để mình hái mình uống hàng ngày. Đó, như vậy là rất là tốt, sẽ rất là tốt. Vì chè này mình uống cả lá già, lá non, bẻ cả cành như thế này này, nguyên một cành như thế này này, rồi mình bẻ nhiều lên, làm nếm như này, bỏ vô trong cái nồi mình nấu, nấu uống. Đó, nó không y như trà chứ không khác gì đâu. Nó giải độc cho cơ thể, tốt chứ không mới gì hết á. Như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau. Và nếu yêu mến tôi thì đừng quên đăng ký kênh của tôi, cũng như chia sẻ cho nhiều người cũng biết đến kênh của tôi hơn, để tôi có thêm động lực tôi làm tiếp những video khác nhé quý vị nhé. Và ở sau video thì tôi luôn luôn có một câu nói rằng là tôi không khuyến khích ai dùng theo cách của tôi hết, nhưng quý vị không còn phương pháp nào khác, hãy áp dụng theo cách của tôi. Đó là câu nói mà trong video nào tôi cũng nói với quý vị các bạn. Bye bye.